Dạ, Công Đông Sang Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn, các chú trở lại kênh. Rồi mình mời cô chú anh chị các bạn mình giao lưu chỗ chị Phụng Nguyệt Quế, khoảng 9 cây phôi, tầm giá chứ chung chung, ok cây bự bự chung chung ha, giá không nghị cho cô chú anh chị mình chọn luôn. Trước khi vào clip thì mình mời cô chú anh chị các bạn mình xem đây, bông trang siêu bông đây, coi không có bông trang siêu bông của chú chị bạn, không thấy cái lá luôn nè, kẹo hết luôn ha, đỏ vàng hay cam gì cà gót gì vàng lá chung có luôn, đa dạng ha, dán bay dán đổ mình tạo dán gì cũng dễ luôn, mình dùng dây tạo dán đổ rất là đẹp luôn ha, dán bay cũng ok ha. Rồi kênh Bonsai Cần Thơ kính chúc cô chú anh chị xem clip mình chọn cây ưng ý thích hợp mình chơi ha, theo mã số nha, cây đẹp ông chùm Nguyệt Quế lấy cho bông chùm ha. Rồi mình làm vô clip luôn. Rồi xin chào chị Phụng ơi. Chào Linh, chào bà con cô bác trên mọi miền đất nước. Mà hôm nay Phụng có về 9 cây Nguyệt Quế lá chung bông chùm nha bà con. Mà cái này thôi không à, mà giá nó hữu nghị lắm. Bà con xem kênh ủng hộ kênh và ủng hộ cho Phụng. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039 và số Zalo luôn nha bà con. Ngày mới chúc bà con vui vẻ và hạnh phúc, là mang phát tài ạ. Thôi vào cây số 1 nha bà con. Dạ, vào cây số 1. Nguyệt Quế, lá chung bông chùm. Nè. Này là phôi nha bà con. Để đẹp hơn chút nở. Gốc lực. Nó sống khỏe rồi đó bà con. Đặc biệt bông rất thơm, bông chùm hết chú chị bạn. Này là phôi cho dễ chuyển ha. Này bông chùm. Thơm lắm, hoa nó rất là thơm luôn. Lên tược ha. Nuôi trong vòng có khoảng 2-3 tháng là lên tược có nhiều ra bông siêu luôn, tàn rất khủng luôn. Rồi mình cho thông số luôn chị Phụng ạ. Rồi. Chiều cao của nó là 90. Chiều cao 90. Và đo hiện tại của nó chỗ này là 40. Rồi, hoành đây chứ chiếc này 40. Dạ, Nguyệt Quế mã số 1 này giao lưu là 2.200.000 bao ship luôn bà con ơi. Rồi 2.200.000 của chú Diệp bao ship hả chú Diệp bạn ơi. Rồi xin phép mình đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 2. Cô chú anh chị mình đợi chút xíu nha. Hàng hơi nặng. Mấy cây này thấy gì rất màu nó rất là nặng chú Diệp bạn. Chung Nguyệt Quế nó nặng lắm bà con ơi. Tại vì nói chung bứng bầu rất là bự. Đây, cái cây này đế nó nơm mà nó đều nè bà con. Tăng lắc lượng. Nở đấy, nữa. Đặc biệt là bông chùm ha. Rất là đẹp ha chú chị bạn. Nguyệt Quế là được cái dạng hoa nó rất là thơm luôn. Nó tăng lắc lượng. Này mình về mình nuôi trong vòng chừng 2-3 tháng là kính tàn ha, rất đẹp. Dạ 2-3 tháng à. Cây này nó ra cánh tàn lại hả? Này cũng vài chục năm chân. Rồi cho thông số luôn chị ơi. Rồi. Đấy nơ mà đẹp hơn như bạn. Dáng này dáng thúng hơn. Chiều cao của nó là 113. Rồi chiều cao 113. Cái hoành của nó chỗ này là 31. Được rồi, hoành 31. Rồi cây Nguyệt Quế lá chung bông chùm nha bà con. Là mã số 2. Mã số 2 này Phụng giao lưu giá là 1.500.000 miễn phí ship. Rồi 1.500.000 miễn phí ship luôn, mình phép đổi cây luôn. Dạ con chịu mấy là có cây tới nhà luôn nha bà con. Đây, mà bông chùm quà nó rất là thơm nữa. Nguyệt Quế ha, cô chú anh chị mua chừng cái cây này về mình tạo dáng tràng dù, tràng thông cái gì mình tạo bonsai cũng được hết chú như bạn. Rồi tiếp theo cái mã số 3. Cái mã số 3 này dáng nó rất là lắc luôn nha bà con. Đế nó cũng quái quái nữa nè. Đế rất là quái đẹp luôn chứ gì bạn. Ăn lắc lượng. Tạo dáng lông cũng đẹp luôn, nè có sẵn ha. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039 cũng là số Zalo nha bà con. Địa chỉ của Phụng là ở xã Tân Thành, Bình Tân, Vĩnh Long. Bà con xem kênh ủng hộ kênh và ủng hộ cho Phụng. Rất là đẹp luôn ha, mình cho thông số này luôn. Việc vào Nguyệt Quế bông chùm nữa chú chị bạn. Siêu thơm, siêu chiều chùm. Cao của nó là 125.
Dạ rồi, chiều cao 125. Cây rất là già. Cái hoành của nó là 36. Rồi, hoành vị trí này 36. Đây mã số 3. Sống khỏe rồi bà con ơi, nó đâm bục ra rất là nhiều rồi. Trong thân mình mẹ nó ra nè. Cây này mã số 3 chú. Rồi, mã số 3. Đâm tượng nó chịu màu lắm. Rồi, mã số 3 này 1,6 triệu nha bà con. Miễn phí ship á. Rồi, xin phép mình đổi cây luôn. Tiếp theo cái mã số 4. Cái 4 ngoài. Đợi chút xíu mà mình cho bông che. Cái mã số 4 này, cái đế nó rất là quái luôn nè. Đế nôm quái nha. Đôm đặc nha chú chị bạn. Qua nó nở ra là rất là thơm bà con cô bác ơi. Để quái hình nôm giống hình dáng hay hình thú nha. Cây này tuy rằng là nói bữa nay Phụng mới lên clip nhưng mà nó cũng bứng cũng 90 ngày rồi nha bà con, nó sống khỏe rồi đó, nó đâm tược ra dần dần rồi đó. Thì những cái đâm tược thế này của chú chị yên tâm, mình về mình trồng rất là mau luôn. Rồi, xin đo thông số. 2-3 tháng là tùm ha. Chiều cao của nó 112. Rồi, chiều cao 112. Theo vị trí này hoành của nó là 36. Dạ rồi, hoành 36 của chú chị các bạn. Rồi, mã số 4 nha bà con. Nguyệt quế lá chung bông chùm nha bà con, qua rất thơm. Và mã số 4 này là 1,5 triệu là miễn phí ship nha bà con. Dạ rồi, 1,5 triệu của chú chị các bạn ơi. Bao ship luôn, mã số 4. Dán cái này mình chơi dán hình thú mà để nằm nguyên xưa. Rồi, phép lỗi cây, tại dán sai rất là ok luôn rồi. Cây này. Rồi, tiếp theo cái mã số 5 của chú chị các bạn ơi. Mình đợi chút xíu nha. Cái hình cây nguyệt quế mã số 5 này hình con thú nè bà con, tế nở nữa, rất đẹp ha. Mua một cây hai cây đồ về để trước cửa bà con ơi, qua nó rất là thơm luôn, bông nó trắng tươi luôn, rất là đẹp. Chỉ cần đều nhiều đầy đủ đều luôn ha. Hai cây là thơm rồi, hết sớm đó nha bà con. Rồi, Phụng xin đo thông số. Chiều cao. Chiều cao của nó là 125. Rồi, chiều cao 125. Cái hoành này đo theo vị trí này là 39. Rồi, hoành 39. Mã này là mã số 5 nha bà con. Quá trời cái này. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Và giao lưu là 2,3 triệu miễn phí ship nha bà con. Cái này đế đẹp nha. Đế rất là đẹp đó bà con. Rồi, 2,3 triệu của chú nhiều bạn ơi. Mã số 5. Cây này thuộc là cây VIP đó chị bạn. Rồi phép đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 6. Cái bầu nặng lắm mà con ơi. Mã số 6 là cây nó cũng lắc lượng nè bà con. Dáng hay siêu siêu lắc lượng rất đẹp ha. Cây quá. Rất là già, cây khoảng luôn. Đâm tượng quá trời luôn bà con ơi. Để đẹp nha, để này để nở, có hai cọng rễ lực nha. Tâm tự phát triển cô chú chị yên tâm nha. Đó, cũng từ như thế này là cô chú chị về là chồng bảo đảm. Rồi, Phụng xin đo thông số nha. 125 chiều cao. Rồi, chiều cao 125. Hoành đo theo vị trí này là 40. Dạ rồi, hoành 40. Mã này là mã số 6 nha bà con. Mã số 6 là giao lưu giá 2 triệu miễn phí ship luôn. Được rồi, giá 2 triệu. Mã số 6 bà ship luôn cho chị bạn. Rồi, phép đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo cái mã số 7. Mã số 7 rồi cũng là nguyệt quế lá chung bông chùm nha bà con. Đây. Cái cây này đế nó hơi nôm chứ nhưng mà rất là đẹp nè bà con. Đế nôm quá ha. Nôm mà nó nở. Cái lắc lượng nó già cây.
chỉ có 1,000,000 thôi bà con ơi, có cây gì xài rồi qua rất là thơm. Bông chùm đặc biệt là bông chùm hay chú gì, mình quế nói chung bông chùm ha. Giá không nghĩ cho chú chị luôn mua cái cây này, tôi cũng mua mấy rồi, năm, xin, năm thôi. Xin đo thông số, chiều cao 92. Rồi, chiều cao 92. Cái hoành của nó là 37. Rồi, hoành 37. Mã số 7 nha bà con. Và giao lưu là giá 1,400,000 là tới nhà đó nha bà con. Alo là có cây tới nhà luôn bà con ơi. Rồi, mã số 7 giá 1,400,000 bao ship luôn rồi chú chị bạn ơi, rồi phép mình đảo cây. Rồi, tiếp theo qua cây mã số 8 rồi chú chị bạn. Cô chú mình đẩy xíu ha. Nắng đẹp. Rồi, mã số 8 này tàn nó tròn đều tàn nha bà con. Rồi, có tàn sẵn luôn cô chú chị bạn. Mã số 8. Tàn nói chung tròn. Là cây thì cũng không gành gì mấy, nhưng mà cây mà đế nở là rất là đẹp nha bà con. Tàn siêu kẹo ha chú chị bạn. Những cây có tàn sẵn thì nó còn mau nữa. Nó phát triển mau bông nhiều. Đế nở đẹp luôn. Nở góc này dễ cắm điều nha. Rồi, xin đo thông số. Chiều cao nó 113. Rồi, chiều cao 113. Hoành heo hiện tại này là 43. Được rồi, hoành 43. Nguyệt quế lá chung bông chùm nha bà con. Này chồng bỏ lên cái chậu có tặng điều ra thấy đẹp lắm bà con ơi. Rồi, giao lưu giá luôn. Rồi, giao lưu mã số 8 này là 2,400,000 miễn phí ship nha bà con. Rồi, giá 2,400,000, mã số 8, bao ship luôn. Dễ đẹp hơn chứ người nở, cả những cây thế này, ok, rồi cái đó cây. Quế những kiếm những cây mà để nở, để thú thì rất hiếm, rất ít. Mã số 9 nha bà con. Đây, cái cây này, cái dáng là rất là đẹp luôn. Cô chú vậy nè. Cây đế nó cũng rất đẹp nữa. Còn lắc lượng, để nở. Gân guốc cây rất là già cây. Lực lợi cũ đẹp ha, đẹp, cây này đẹp, phôi gãy gãy đế các điều, ăn rất lắc lượng, rất là già cây. Rồi, xin đo thông số. Chiều cao của nó 129. Rồi, chiều cao 129. Hoành theo hiện tại chỗ này là 38. Dạ rồi, hoành 38 rồi chú chị bạn. Rồi, cái này là mã số 9 nha bà con. Mã số 9 này giao lưu là 2,600,000 nha bà con. 2,600,000 của chú chị bao ship luôn. Nguyệt quế lá chung bông chùm bà con ơi. Hôm nay cái nào liên hệ trực tiếp chị Phụng giúp kênh qua là rất thơm luôn. Nói chung là mã số 9 này là mã cuối clip của Phụng ngày hôm nay. Rồi về có 9 cây nguyệt quế là bà con, xin bà con xem kênh, ủng hộ kênh và ủng hộ cho Phụng. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039 là gà sáu Zalo luôn nè bà con. Địa chỉ của Phụng là ở Tân Thành, Bình Tân, Vĩnh Long. Và cuối clip là xin chúc bà con ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, làm ăn phát tài. Xin chào bà con ạ. Rồi xin chào chị Phụng, chia sẻ cho cô chú anh chị ha. Hộp nhãn theo mã số cái nào liên hệ trực tiếp với chủ kênh thôi chú chị bạn. Rồi xin chào luôn chú chị bạn ơi.